hướng dẫn tính năng thiết lập số hiệu kênh chủ động. Bước 1. Từ trang chủ dịch vụ MyTV trên Smart TV hoặc Smart Box, chọn mục hỗ trợ, chọn sắp xếp số hiệu kênh, chọn sắp xếp số hiệu kênh theo yêu cầu. Bước 2. Chọn kênh muốn thay đổi số hiệu tại danh sách kênh hoặc nhập tên kênh, số hiệu kênh mặc định vào ô tìm kiếm kênh, ví dụ chọn kênh On Cine. Bước 3. Sau khi chọn kênh, ví dụ kênh On Cine, số hiệu 105. Hiện giao diện cấu hình số hiệu kênh, bấm tiếp tục, giao diện nhập số hiệu kênh mới. Nhập số hiệu mới theo nhu cầu, bấm tiếp tục, ví dụ kênh On Cine, số hiệu 11. Bước 4. Hệ thống hiển thị xác nhận số hiệu kênh mới, bấm tiếp tục, hiển thị thông báo, cập nhật thành công và số hiệu kênh đã được thay đổi theo yêu cầu. Ví dụ kênh On Cine từ số hiệu 105 chuyển thành số hiệu 11. Số hiệu kênh mới sẽ hiển thị trên danh sách kênh như hình bên. Lưu ý, trường hợp số hiệu kênh mới trùng với số hiệu của một kênh hiện hữu trên hệ thống thì số hiệu kênh mới và kênh hiện hữu sẽ được đổi cho nhau. Trường hợp số hiệu kênh mới trùng với số hiệu của kênh dự phòng thì số hiệu kênh trước đó sẽ không có kênh thay thế. Trở về danh sách số hiệu kênh mặc định. Bước 1, từ mục hỗ trợ và mục sắp xếp số hiệu kênh, chọn trở về danh sách số hiệu kênh mặc định của MyTV. Bước 2, bấm tiếp tục để quay trở lại danh sách kênh mặc định của hệ thống.